Vâng, thưa quý vị, và có lẽ rằng ngày hôm nay chúng ta đang được sống trong những ngày mùa thu thật là lãng mạn. Chính vì vậy mà những đôi đang yêu nhau, họ dành cho nhau thời gian tình tứ bên những không gian khoảng lặng nhiều hơn. Và bây giờ xin mời anh Sơn Phạm ạ. Sơn Phạm và Hoàng Hồng xin chào tất cả các chị em trong câu lạc bộ và chúc các bạn có buổi tối giao lưu thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhà nàng chung vách với nhà tôi, hai đứa chia nhau một góc trời. Một sáng mùa đông vang tiếng pháo, mình chung vách sao mối tình lại xa. Có phải vì tôi trắng tay đời nghèo, hay tại duyên lành chưa tới, hay vì tơ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước chung đời. Nhà mình chung vách sao vẫn hoài tình cơm, có lẽ tại tôi thương lén nhiều thầm, hay là vì tôi xấu xí nên mắt chàng giả vờ không thấy khi tôi mang thầm em trái tim yêu. Một sáng mùa đông có ngựa xe buồn lạnh đường vôi, yêu người chưa kịp nói chung vách thì cũng đen thôi. Nhà mình chung vách sao chúng mình biệt ly, nghe lòng dậy từng cơn sóng, chim sáo buồn chim sáo sang sông. Nhà mình chung vách sao mối tình lại xa, có phải vì tôi trắng tay đời nghèo, hay tại duyên lành chưa tới, hay vì tơ hồng chưa xe môi nên đôi mình không bước. Nhà mình chung vách sao vẫn hoài tình cơm, có lẽ tại tôi thương lén yêu
thần. Một sáng mùa đông có ngựa xe pháo hồng, tiễn em đi lấy chồng. Vách buồn lạnh đường vội, yêu người chưa kịp nói. Nhà mình chung vách, sao chúng mình biệt ly? Biết hận gì đây, biết nói năng gì? Anh một đời một mẹ mong, nghe lòng dậy từng cơn sóng. Chim sáo buồn, chim sáo sang sông. Đời buồn lẻ mong, nghe lòng dậy từng